có nuôi nhiều con nít như vậy, cho Dạ. nên bắt bà mẹ nuôi mình nói cho bạn biết ha, lấy cái dao á, cái dao mà ta cho là cái dao yếm á, sắn cổ hủ là sắn cái cần cổ của mẹ nuôi mình, sắn mình nói với bạn hả, sắn vòng 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 nè, để cho mẹ ruột của mình đó là ra ra mặt để mà bắt mẹ mình biết không. Còn cậu mình á, từ từ cậu thứ hai phải không cho tới cậu thứ 10, nhà mẹ mình rất là đông anh em, nhưng mà đi đi cộng bị chúng nó bắt thì cha chỉ ông ngoại bà ngoại mình á bị chúng nó đánh hả, thương tích đầy người. Còn mẹ mình như với ba mình hiện nay là thương binh, bạn thấy hả, mình mấy của mẹ của mình á là bị thương cái lưng ta la nát hết trơn. Thật ra mình á, mình sống mình cũng không có thù hằn biết làm gì, nhưng mà mình bức xúc cái những người ở bên Mỹ, mà tại sao thì bây giờ nó đã ăn lành rồi, nếu mà không có những người mà ở Mỹ mà qua tới bên bên đất nước của mình xâm chiếm thì người Việt Nam mình đâu có mà phải mà khổ sở mà giành đất nước độc lập để cho ngày hôm nay, để cho con cháu chúng mình là yên bình như vậy. Mà tại sao bây giờ nó đã không có mình giữ nước, không có ông bà cha mẹ mình giữ nước, thì không có Bác Hồ quá là làm sao mà mồ hóa ông cha của cái bọn diệt vong đó nó còn, không chừng Mỹ nó bưng nó đổ xuống sông hết rồi, nhưng mà nó không nhớ ơn. Trở lại hồi tối mình có coi cái clip đó, cái con nhỏ này nó ở Mỹ mà mình nó hay cái đeo cái mắt kính này mà không biết nó tên con gì, mình không có quan tâm, mình nghe nó cái giọng điệu thấy ghét Si quá. chào, con si chào. Con đứa nhỏ đó đó nó nói gì Bác Hồ, mình cảm thấy mình rất là nóng, mình rất là nóng, mình nói thiệt với bạn, mình nói á, là ha, mà nếu mình đi qua Mỹ sẽ có anh Lợi Minh là mình thấy mình rất là vui, cảm thấy mình rất là ấm lòng, là bởi vì á, anh Lợi Minh á, là ảnh đi xa ảnh dẫn hướng về, dù sao ảnh cũng là người Việt Nam, ảnh nhớ cái nguồn cội của ảnh là người Việt Nam, mình cũng vậy, bây giờ mình sẽ đi qua bên đó, mình sẽ đi theo chồng theo con mình đó, nhưng mà cái tấm lòng của mình, cái chí hướng của mình vẫn là hướng về Việt Nam, chứ không bao giờ mà mình qua đó mà mình nói theo cái người Mỹ để cho nó cho mình ăn. Mình qua đó thì mình chỉ có đổi cái quốc tịch là người Mỹ thôi, nhưng mà cái họ mình vẫn là người Việt Nam. Mà tại sao những người ta đi như vậy người ta không nhớ, bởi vì mình rất là bức xúc. Nhưng mà cái mình hồi nào giờ mình không có lên mạng để livestream, nhưng mà mình tức quá mà nói, mình không có nói được, mình không có tham gia chính trị, chỉ là một người dân bình thường thôi, nhưng mà mình nghe Em bạn cũng dân lên bình rất thường, là nhiều. Nhưng mà chị em mình dân bình thường. mình thấy bây giờ là nói, nếu mà bây giờ bạn nói với lại mấy người đó cũng vô ích, giống như là nước đổ đầu dân thôi, họ không bao giờ họ họ có cảm nhận đó, tại vì họ là người Việt Nam, họ không phủ nhận, bây giờ họ lại làm chó săn cho Mỹ đi chăng nữa thì bọn Mỹ nó cũng gọi gọi cái những người đó là người Việt Nam, chứ nó đâu có nói là người Mỹ của nó đâu. Nhưng mà họ không có cảm nhận, không có ý thức thì thôi, mình tốt nhất mình đừng nói cái lỗi đó nữa làm gì, đừng nên chửi mình, chửi cái khẩu nghiệp mình nó nặng. Chị kể về bà mẹ nuôi của chị rồi rốt cuộc bà mẹ làm sao chị? Thì chết, nó không giết một lần, có nghĩa là nó không giết mình cho chết ngọt, nó lấy Dạ. dao nó sắn sắn vậy nè, nó sắn vòng 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 Lê hả chị? cái cây dao Nói mà chữ chị nhớ, Lê. cây dao mà Cái cây dao bún lúa chứ không phải là cái lưỡi lê, biết không, cây dao bún lúa, cây dao yếm mà nó dài như vậy nè, mà để người ta mà Dạ. bún lúa mà ngày xưa mà trồng lúa bụi 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 ở miền Tây đó, Cây lúa. không Bún cái cây lúa biết dao, rồi, cây chét cây á, dao cây chét đó, á, cây chét á. nó sắn vòng 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 cái cổ nè. Rồi còn cậu của mình á, cậu thứ năm của mình á, nó đem đi ra nó chặt đầu, là Ơi. nó chặt đầu, nó bắt buộc á là phải khai á, là mẹ mình ba mình ở đâu, anh là cậu gì mình ở đâu, đâu có khai, tuyệt đối không khai, nó chặt đầu luôn. Rồi bắt ông ngoại bà ngoại mình, ông ngoại mình bà ngoại không bao giờ khai, cho nên đó là ba mẹ mình á là còn sống tới ngày hôm nay. Nhưng mà ba mình á, nói với bạn á, ba mình là người với cộng rất là tốt, cho nên á hiện bây giờ ha, mình nói với bạn khi nào mình về nhà ba mẹ mình sẽ quay cho bạn xem bàn thờ Bác Hồ lúc nào cũng có đốt đèn đốt hương mà trái cây với lại ông Võ Nguyên Giáp,
chung là gì? Ba mình rất là tôn thờ cộng sản, tại vì ba nói á, mình là người Việt Nam, mình phải có giữ diễn đàn giùm cho em nha chị, bà giữ diễn đàn giùm cho em tí nha, bà nói. Dạ. Nói chung á, mình nói cho các bạn nghe là bởi vì á là có bác Hồ thì cho nên nó mới có mình, mới có Độc Lập ngày hôm nay. Thì những cái người á, mà người ta mà phụ quê, mà người ta đi sang Mỹ, người ta sống, người ta đã ăn cơm của Mỹ, nói chung thì đi qua Mỹ thì qua bên đó đâu phải mà tự nhiên á, là họ sẽ cho mình đâu. Không bao giờ họ cho mình cái gì sẵn hết, mình qua mình cũng tự làm, tự đóng tiền nhà, rồi tự nói chung là cái gì cũng trả góp. Tự vì bên chồng mình ở bên đó cho nên mình biết rất là rõ. Đâu phải tự nhiên mà họ nó đi theo Mỹ là tự nhiên Mỹ nó cho đâu, không bao giờ có. Nhưng mà nói về cái vấn đề mà người Việt Nam mình, bởi vì cái người Thái Lan á, người Thái Lan họ nói người Việt Nam mình á, mình nói mình xin lỗi nha, đây là không phải là mình lặp lại những cái lời của người Thái Lan nói. Người ta nói á, là người Thái Lan nó nói người Việt Nam mình á, là chó mặn cất chó, có nghĩa là người Việt Nam mình á, là phản lại người Việt Nam mà đi theo Mỹ, cho bạn biết. Nói mình rất là, nghe nói mình rất là bức xúc, nhưng mà mình tại vì cái loại người đó nó không, mình nói á, thì cũng không có, nói chung là họ cũng không hiểu, họ đã đi cái đầu óc của họ đã bị nhiễm rồi, cho nên mình họ nói cỡ nào họ cũng không bao giờ mà hiểu được, không có cảm nhận được là cái tình quê hương hay là họ sống từ đâu, họ chôn nơi chôn nhau cách rúng của họ. Mình rất là ngại lên Facebook hoặc là lên diễn đàn, cho nên mình thấy bạn Ngọc Nhiên là lên nói vấn đề những người mà đi lưu vong ở nước ngoài, cho nên mình rất là bức xúc. Mình nghe mấy cái người bên đó nói mình nghe không có lọt lỗ tai, dù cho mình có đi đến đâu mình cũng là người Việt Nam, phải nhớ về quê hương chôn nhau cách đúng của mình. Có đâu mà nói Bác Hồ á, mình nói mà mình nghe mà mình nóng luôn á. Bác Hồ có tội gì? Bác Hồ chỉ hy sinh cho mà đất nước để cho Độc Lập ngày hôm nay, cho chúng ta hưởng ấm no hạnh phúc, chứ Bác Hồ đâu có tội gì đâu mà nó chửi Bác Hồ thôi. Cảm ơn bạn Thấm Nguyễn nha. Mình có nấu ai tự gì á, mình sinh năm 70, thì trước khi mà giải phóng á là mình mới có được tuổi thôi, cho nên mình cũng chưa có được hiểu nhiều. Nhưng mà ba mình á với mẹ mình á là kể rất là nhiều cái vấn đề mà ngày xưa đi Việt Cộng mà khổ như thế nào, cũng vì quê hương đất nước mà chốn chui chốn nhủi ở trong đó rồi rất là khổ cực. Mẹ mình sanh mình á, sanh xong á là không có được nghỉ ngày nào. Chị yêu và giữ diễn đàn cho em cho nó đi ngủ. Dạ. Đó rồi mình nói cho bạn nghe, thì chỉ sanh mình xong là mẹ mình á là đi đâu có được nghỉ ngày nào đâu. Là xong mà bom nó bỏ là mẹ đi xuống hố, mẹ đứng ở dưới hố, là trong khi ở dưới hố mẹ kể là nước nó lên tới đầu gối. Thì trong khi đó là chờ cho nó qua cái trận bom càng đó xong rồi bắt đầu mới gửi mình đi về, đi về thành phố để cho mình bả nuôi. Mình rất là cảm kích anh Lợi Minh, bởi vì anh Lợi Minh là
đi sống ở cái đất nước mà xa xôi nhưng mà lúc nào cái tấm lòng ảnh cũng nhớ về quê hương. Thành ra mình rất là cảm kích ảnh. Mình hy vọng là sau này mình đi sang đó tầm vài tháng nữa thôi mình đã đi. Khi mà mình đã đi sang đó thì mình đã có anh Lợi Minh, mình cũng cảm thấy ấm lòng. Hello anh Lợi Minh. Mấy bữa em có coi mà cái vấn đề mà anh bị chúng nó bao vây nhà đó, em rất là lo. Nhưng mà em không biết là anh có sao hay không. Thì hôm nay chị Nhi, nghe chị Nhi là anh an toàn thì em cũng em cũng mừng.